thích cạnh tranh không lành mạnh nhá. Đã thế nó cho vợ chồng mày cái xe máy luôn. Vâng, thì em xin anh không đội mũ ạ. Mày tưởng xe máy mà mày to hả? Đây Bentley biển 90, anh đậu về hè, cô chú lấy đi thoải mái nhá. Thì vâng, em xin anh đội mũ ạ. Đấy. Thế là bây giờ xe có rồi, tiền có rồi, thẻ ngân hàng có rồi, đi rồi. Cái con Bentley 90 của nó này à? Chúng nó vẫn đang cãi nhau em ạ. Bố mẹ điên. Ôi, chúng nó về mất